Ok, xin chào các bạn nhé. Thì video này mình sẽ kết hợp cái bàn này và cái hộp đựng giấy ăn này thành một cái bàn như thế này. Ok, hộp giấy ăn đã biến thành có gì. Mình đùa một chút thôi, thật ra hộp giấy ăn mình đã bỏ xuống dưới ngăn bàn rồi. Nói chung là ăn bim bim có nghĩa là có tác dụng, đó là mình ăn bim bim hay là mình ăn một cái đồ vặt gì đó, mình ăn cơm chẳng hạn, mình ăn uống linh tinh ấy, thì rất hay bẩn tay. Và nếu như không có giấy thì khá là cao, chúng ta sẽ đem vào cuộn đó. Đó, nói chung là rất là tiện. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần gắn cái hộp đựng giấy ăn ở bên dưới của cái bàn này. Thì nói chung là kiểu giấy ăn mình hay vứt linh tinh, nếu như không gắn nó lên thì mình sẽ rất là vứt linh tinh. Và thôi, không linh tinh điện thuyền nữa thì vào video luôn. Ok, mình cần phải cắm điện á. Sau này mình có một cái ổ điện mình cắm này. Đấy. Nói chung là ở trong giường, ở gần giường, nói chung là có điện thì hơi nghĩ hơi ghê, nhưng mà thực sự thì có ổ điện gần giường nó khá là tiện. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái đế của cái hộp giấy ăn lên đây. Thật ra chỉ cần tương đối là được rồi, không cần phải chính xác đâu. Mình sẽ cho một lớp keo quanh quanh đây. Mình sẽ dính đi. Khá là chắc, thật ra mình không cần gì dính chắc đâu, mình chỉ cần thế thôi. Ok, giờ mình sẽ cho giấy ăn vào. Ta sẽ đặt vào cái hộp này. Ok, đặt vào hộp này rồi nắp vào thôi. Nói chung là không có gì gọi là phức tạp và khó khăn cả. Ok, thực ra thì chỉ cần dính cái hộp đựng giấy ăn ấy vào cái đáy của cái bàn này, công việc chỉ có thế thôi. Nhưng mà thực sự mình cảm nhận, cá nhân mình cảm thấy thực sự nó khá là tiện. Cái bàn này mình dùng khá là nhiều chức năng, mình ăn cơm này, mình ăn bim bim này, ăn đồ vặt, uống nước các thứ thì hay, nó hay ướt tay lắm. Nếu mà không có giấy thì khả năng cao là thò và quần nhau rồi. Nhưng mà có giấy này thì nó sẽ khá là tiện. Đấy, ăn uống cái gì chỉ việc thò tay xuống mình kéo ra thôi. Đó, ok. Hy vọng rằng cái mẹo này sẽ giúp ích được cho các bạn trong vấn đề gọi là sinh hoạt cuộc sống bình thường. Đừng quên để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận của video để video sau mình sẽ làm nó một cách tốt hơn. Thank you so much. Yeah. Bye bye.